tối 27 tháng 5, Thượng tá Lê Quang Nhân, Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai cho biết, vụ cháy tại kho hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Phúc nằm tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, chuyên sản xuất bã mì vẫn chưa được dập tắt. Theo thông tin ban đầu, vào sáng 27 tháng 5, lửa bất ngờ bùng cháy trong kho chứa bã mì của công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Phúc. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 4 thuộc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai đã điều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ tới ứng cứu. Vụ cháy lửa tuy không lớn nhưng lại cháy âm ỉ khiến việc dập tắt vô cùng khó khăn. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy phải dùng xe bốc di chuyển những sản phẩm từ nông nghiệp trên qua khu vực an toàn để từng bước dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Đến 19 giờ ngày 27 tháng 5, các cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy vẫn đang tích cực dập lửa.